Xin chào quý vị và các bạn. Trên các tầng cao, trường gió phân kỳ quay trở lại chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay. Do vậy, trạng thái nắng giáo sẽ bao trùm lên toàn vùng. Cùng với đó là nền nhiệt độ tại Bắc Bộ cũng sẽ có sự gia tăng so với 24 giờ trước. Cao nhất trưa chiều nay được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết nhìn chung có nhiều thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch cuối tuần của người dân miền Bắc. Theo nhận định thì thời tiết khu vực này sẽ duy trì trạng thái ít mưa và có nắng cho tới 2 ngày đầu tuần sau. Đối với Trung Bộ, thời tiết trong ngày và đêm nay được nhận định sẽ ổn định. Nắng sẽ xuất hiện sớm và kéo dài trong ngày. Mưa rông chỉ xảy ra cục bộ vài nơi với lượng không nhiều, giúp cho bà con các tỉnh phía Bắc miền Trung khắc phục lại những thiệt hại do bão số 10 vừa qua gây nên. Nhiệt độ gia tăng nhanh trở lại, toàn miền sẽ duy trì ở mức từ 32 cho đến 35 độ vào thời điểm trưa chiều. Về đêm thời tiết khá mát mẻ, lúc này nhiệt độ sẽ giảm xuống còn khoảng từ 24 đến 27 độ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình sẽ là tác nhân chính gây mưa rông cho vùng cao Tây Nguyên cũng như là các tỉnh thành Nam Bộ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, mưa rông sẽ xuất hiện tập trung về chiều tối và đêm là chính, còn vào ban ngày sẽ có nhiều hơn những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ không vượt quá ngưỡng 34 độ. ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội trong ngày chủ nhật cuối tuần thời tiết được nhận định là sẽ phổ biến ít mưa và có nắng với nền nhiệt độ gia tăng. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại Hà Nội giao động xung quanh ngưỡng 33 cho đến 34 độ. Về chiều tối và đêm thì thời tiết mát mẻ hơn nên các bạn trẻ có thể lựa chọn những địa điểm vui chơi ngoài trời. Nếu có sở thích đam mê văn hóa thì các bạn trẻ có thể tới xem chương trình biểu diễn nghệ thuật múa truyền thống Việt Nam, Hàn Quốc với tên gọi là Vũ điệu Việt Hàn sẽ diễn ra vào 18 giờ tối nay tại nhà hát tuổi trẻ Hà Nội nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh miền Bắc nên thành phố cảng Hải Phòng trong ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái nắng giáo, mưa ít có khả năng xuất hiện, có trang chỉ là những cơn mưa rào nhẹ cục bộ và sẽ sớm kết thúc. Nhìn chung các hoạt động hàng không, hàng hải cũng như là giao thông trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra thuận lợi trong ngày chủ nhật cuối tuần. Về nhiệt độ thì cao nhất trưa chiều nay tại Hải Phòng sẽ không vượt quá mức 33 độ, thấp nhất về đêm là khoảng 25 độ. Từ hôm qua, mưa cũng đã giảm nhanh chóng tại thành phố biển Đà Nẵng. Trong ngày Chủ nhật cuối tuần, do chưa có hình thế gây mưa biển hình nào xuất hiện, cho nên thời tiết thành phố được nhận định là tương đối ổn định, thuận lợi cho các hoạt động cũng như là dự định du lịch của quý vị và các bạn khi tới đây. Trời nắng với cường độ không gây gắt nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại Đà Nẵng chỉ tăng lên mức 33 độ. Tiếp tục đi về phía Nam đến với Nha Trang, trong ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có thể tham quan khám phá thành phố biển xinh đẹp này dưới tiết trời khá tạnh giáo và có nắng nhiều. Lưu ý là khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều, thời tiết sẽ hơi oi nóng, nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng 34 độ. Từ tối đến đêm thì thời tiết tại thành phố lại chuyển mát, dễ chịu. Lúc này nhiệt độ ở vào khoảng từ 26 cho đến 27 độ bỏ lại những lo toan bận rộn của công việc và học hành cuối tuần là thời điểm lý tưởng để tiến hành những chuyến đi khám phá cùng người thân và bạn bè ngoài những khu du lịch nổi tiếng quen thuộc lâu nay thì quý vị cũng có thể tìm đến chinh phục đỉnh hòn bà dù hí mũi cực đông hay là tới thăm làng tre bình yên trên phố biển nha trang Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời trong khoảng 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Trời nắng và nhiệt độ cao nhất trời nắng tại thành phố được dự báo sẽ duy trì ở mức là 33 cho đến 34 độ. Sau đó đến khoảng chiều tối, nằm trong xu thế chung của các tỉnh Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có mưa rào. Tuy nhiên, lượng mưa cũng không quá nhiều cho nên ít có khả năng gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất tại đây sẽ dao động từ 25 cho đến 26 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố miền Tây Cần Thơ. Dự báo từ khoảng sáng đến trưa, thời tiết tại thành phố này cũng không gây trở ngại cho giao thông và các hoạt động du lịch cuối tuần. Về chiều, thành phố sẽ nhiều mây hơn, mưa rào có khả năng xuất hiện, tuy nhiên mưa có lượng không lớn và kết thúc nhanh nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đêm nay trời hầu như không mưa, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 25 cho đến 26 độ với độ ẩm không khí trong lúc này lên đến 92% cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo